Hoa Sen Home hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Xin chào các bạn đã trở lại với Easy Dan. Ok, rất là vui. Và vừa rồi các bạn có thấy cái động tác gì không ạ? Có quen không ạ? Ok, mến bật mí cho các bạn, đây là một động tác hông gắn liền với một cái bài nhạc rất rất là hot, làm mưa làm gió ở trên TikTok một thời gian rất là dài luôn. Mà Huỳnh Mến tin rằng là các bạn sẽ biết ngay khi các bạn nghe 4 nhịp đầu tiên. Ok, và bây giờ để không mất thời gian của các bạn nữa, và các bạn hãy đứng trước màn hình và cùng Huỳnh Mến thực hiện các động tác chậm của bài này nhé. Bắt đầu. Chuẩn bị và tay trên đầu. Hông bên phải cho các bạn nào. Đi, phải, trái, phải, trái. 5, 6, 7. Đặt tay xuống bàn mở chân. Thế giữ nha. Phải, trái, phải. Khoanh tay. Phải. Bước phải, đổi hướng, phải, đổi hướng. Thế đúng rồi. Mở, đóng, mở, đóng, mở, đóng. Lặp lại lần nữa. Phải, trái, phải, trái, phải, trái. Quá trời đẹp luôn. Phải, trái. Woo! Cố lên nào. Và chuyển hướng, chuyển hướng, chuyển hướng. Và tay mở, đóng, mở. Thế. Bây giờ quẩy, 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 quẩy. Vuốt tóc, vuốt tóc. Lên, lên, xuống, xuống, bước lên. Bước xuống và quẩy lên nào. Là quẩy lên nào. Vuốt tóc. Đây thì hoàn toàn là những động tác rất là dễ làm theo. Vì vậy Huỳnh Mến hy vọng rằng các bạn thật sự nỗ lực đứng trước màn hình và cố gắng làm theo những động tác này. Các bạn có thể mở đi mở lại cái clip này để mình làm theo và để mình nhớ. Từ động tác này mình chuyển sang động tác khác để các bạn có thể kết nối lại với nhau từng động tác và có thể hoàn thiện cái đoạn nhảy này cùng với team Huỳnh Mến nha. Và bây giờ Huỳnh Mến, Gia Phúc, Tiến, Kim sẽ mang đến cho các bạn một không gian party với vũ điệu hông này nha. Tốc độ bình thường, bắt đầu. Vậy đó mọi người, cho nên là không thể nào mà thoát ra được. Hy vọng rằng mọi người cũng sẽ bị lôi cuốn bởi vũ điệu này. Ok, và chúc cho mọi người sẽ có những buổi tập thật vui cùng với Easy Dan. Hẹn gặp lại tất cả các bạn vào Easy Dan tập tiếp theo. Hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng và nội thất Hoa Sen Home được bán tiếng chất lượng bởi tập đoàn Hoa Sen.